Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 4 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho 50 đại biểu là cán bộ hội phụ nữ, chi hội trưởng và hội viên phụ nữ xã Quốc Thái. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, trưởng Ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Thông tin về các nội dung liên quan đến luật bầu cử như tỷ lệ đại biểu hội đồng nhân dân, ngày bầu cử, người được bỏ phiếu, các văn bản của hội ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, đặc biệt là trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri tới cán bộ hội viên phụ nữ, dẫn động hội viên phụ nữ tích cực tham gia bầu cử. Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của hội đối với công tác bầu cử, đồng thời giúp hội viên hiểu rõ vai trò, vị trí, quyền bình đẳng của phụ nữ trong các cơ quan quyền lực của nhà nước.